Tiền á là một người đã rất là thành công trong cái kinh doanh trước của anh, nhưng mà anh sẽ có thể là cho các chị dưới đây biết là lý do tại sao mà anh chọn cái kinh doanh này, được không ạ? Chưa hết, chưa hết. Xin chào tất cả các anh chị có mặt trong căn phòng ngày hôm nay. Mình tên là Điền Nguyễn, đến từ Clearwater, Florida. Thì cái background của mình á là khi mình tới Mỹ là được 15 năm. Thì ngày hôm trước tới Mỹ, thì ngày hôm sau mình đi làm nail cho tới bây giờ. Thì sau 15 năm á mình cũng được 2 tiệm nail và 1 tiệm tóc. Thì cảm ơn ngành nail nó cũng cho mình cuộc sống gọi là kinh tế gọi là tạm ổn định. Nhưng mà cái mình không được hài lòng á, mình hoàn toàn không có thời gian với gia đình, chỉ con cái của mình. Con mình đẻ ra, sanh ra thì khoảng chừng 6 tuần là mình hay cần phải đi làm ở nhà với bà ngoại. Thì cứ như vậy, ngày nào cũng vậy, khi mình đi đó thì con mình nó còn ngủ, khi mình về á thì nó cũng vẫn đi ngủ rồi. Thì 6 năm, 8 năm thì bà ngoại qua đời. Thì bà ngoại qua đời thì lúc đó con của mình cũng được là 8 tuổi. Thì mình đi về mình thấy á, nhiều khi nó học dở đi, mình không có nói là nó học dở, mình chỉ đem nó ra la nó một trận rồi xong đánh đít nó. Nó khóc rồi mình ngồi nghĩ lại, cũng không phải là tại mình, cũng không phải là tại con mình, là chính là tại bản thân của mình không có dạy nó ngày nào mà tại sao mình phải đánh đít nó, hoàn toàn là mình có thời gian. Thì nếu mình tiếp tục làm nail, mình có một suy nghĩ là muốn tìm tòi những ngày gì khác. Nếu mà làm nail thêm khoảng chừng 8 năm, 10 năm nữa thì con mình nó ra khỏi nhà rồi, thì cuộc sống mình cũng vẫn y như vậy, thì mình bắt con mình để cha mẹ già mất hết tiền, coi như mình trả được cái gì. Mình luôn tìm tòi cái gì mới, cũng may là cơ hội đưa skin tới với mình. Cảm ơn Điền rất là nhiều. Thì em biết là nếu như mà đó đạt được cái thành công trọn vẹn của đôi skin đó, thì anh mong ước được điều gì? Cảm ơn chị. Mình là thành công được trong New Skin á, thứ nhất là mình dành thời gian cho gia đình, vợ con của mình. Và thứ hai nữa là mình muốn giúp sức khỏe tất cả mọi người xung quanh. Thứ hơn nữa là mình sẽ chia sẻ những cái gì mình thấy, cơ hội mình thấy được ngày hôm nay, mình cho những người bạn thân và những người nào mình quen biết, để họ được có những cái mà mình tìm thấy được trong ngày hôm nay của New Skin. Thì anh có thể kể được một chút về cái thành tựu của anh đã đạt được những cái thành công mà anh nghĩ đó là cái thành công của mình, và cái điều đạt được mà anh thích nhất đó, hiện bây giờ đạt được là anh hài lòng nhất là cái gì anh chị có thể share với anh chị em ở đây được không ạ? Mình thì làm tham gia New Skin hơn 6 tháng rồi thì mình cũng bắt đầu có sự thành công là mình cũng có một thu nhập mới, nhưng mà cái mình tâm đắc nhất á là về thời gian, là về sức khỏe. Sau khi giờ đó mình đi làm nail về mình mệt mỏi lắm, mình có cái tính bệnh hay là ợ. Thì khi mình ợ như vậy á, thì giống như bé Bi vậy đó, uống sữa xong ợ mình dùng dược thảo. Thì khi mình dùng dược thảo thời gian khoảng chừng sau 3 tháng cái mất tiêu là nó hay, đó là mình rất là thích. Cái anh đạt được cái mức gì với Lucy đó, để chia sẻ được không? Rồi 6 tháng rồi mình được cái chức là Executive Ruby. Wow. Em cảm ơn thầy Nhật Anh Bình đã nhận lời mời ban tổ chức. Thì bây giờ em có một cái câu hỏi cho mình là hãy biết anh Bình là một người cũng trù trẻ, cũng đã thành công trong kinh doanh của mình rồi, riêng của mình rồi, nhưng mà anh có thể nói cho các chị em ở đây biết là lý do tại sao anh chọn cái kinh doanh New Skin, được không ạ? Trước tiên em cảm ơn chị Dương và cũng chào hỏi các anh chị ở trong căn phòng ngày hôm nay. Em tên là Bình Lương, tên từ Salt Lake City, Utah. Thì cái lý do mà tại sao em tới với tại sao mà em làm New Skin á, thì từ hồi nhỏ tới lớn, giống như em là một đứa con Úc ở trong gia đình, cho nên giống như là rất được ba má thương.
cho nên kiểu như là em muốn là giống như là được đi chơi hay là muốn dẫn ba má đi, tại vì ba má làm rất cực khổ. Thì khi qua Mỹ thì qua Mỹ thì lúc 15 tuổi đi làm riết cho tới bây giờ, thì trong lòng lúc nào cũng muốn là giống như là mình làm có tiền để dẫn ba má đi chơi, nhưng mà không ngờ má em qua đây, em mới vừa ra trường năm high school. Thì khi mà học ra trường xong rồi thì nghĩ có được một chút tiền thì dẫn ba đi chơi, nhưng mà thì các anh chị cũng biết là giống như là mình mới chỉ đi học ra thì cũng chật vật, mình cũng không có được như cái ý của mình muốn. Cho nên em mới quyết định là mở thêm một cái kinh doanh nữa, là mở một cái tiệm nail khoảng 6 năm trước. Thì nghĩ là ok, như mình mở cái kinh doanh này ra rồi, mình có tiền rồi thì mình sẽ dẫn, mình sẽ được đi chơi, mình sẽ được này kia. Nhưng mà khi mà mở cái kinh doanh này ra rồi thì làm 7 ngày tuần không có đi đâu được hết luôn. Đi chơi cũng chẳng dám đi chơi tại vì hả, mà đi bỏ tiệm thì không có ai trông coi, và đồng thời cũng là full time nữa, cho nên giống như là 7 ngày một tuần là mở mắt ra là đi làm, rồi nhắm mắt lại là chỉ thấy cái giường thôi chứ còn không thấy đâu hết. Nhưng mà 6 tháng trước thì em đã join vào em đã tham gia vào cái kinh doanh mà em đang làm bây giờ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cho em hỏi là em biết là anh rất là thương ba và anh muốn làm cái điều này. Nếu mà thành công trọn vẹn á thì anh mong muốn được đạt được điều gì, anh ước mong được cái gì cho cái điều này được không? Dạ thưa chị, là cái ước mơ của em từ em nói là từ nhỏ tới giờ là giống như là muốn được travel. Em rất thích travel, em có cơ hội là em sẽ đi. Nhưng mà hiện tại bây giờ là giống như gia đình thì nhiều lúc đi chơi em thì không được đi, tại vì phải coi tiệm coi này coi kia. Muốn dẫn ba đi thì cũng không có thời gian. Nhưng mà khoảng 6 tháng gần đây thì cảm thấy giống như mình quyết định thêm, quyết định được là giống như là mình sắp xếp được thời gian, mình đi chơi được một vài ngày. Còn hơn là hồi xưa giống như 6 năm trước mình không có dám đi đâu hết, tại vì cứ ở coi tiệm. Cái mà em muốn nữa là giống như là được đi chơi cùng với gia đình, và được dẫn ba em, tại vì ba em bây giờ giống như là đã gần 90 rồi. Em không có còn thời gian để dẫn ông đi nữa, cho nên em muốn có thời gian để mà được đi với ba của em. Rất là cảm động. Bây giờ em biết là mình tham gia một thời gian cũng không có lâu lắm. Anh có thể là cho các chị ở đây biết là những cái thành tựu mà anh đạt được trong quá trình anh làm công việc này không ạ? Dạ thưa chị, là hiện tại bây giờ là em đạt được cái chức Ruby trong vòng 3 tháng, là nhờ những các anh chị ở trong đội nhóm đã cố gắng đã hỗ trợ và giúp đỡ cho em. Những cái lời khuyên, những cái lời nói, những cái kiến thức mà các anh chị đã cho em á, thì em đã đạt được cái chức Ruby trong vòng 3 tháng. Cảm ơn Thùy đã nhận lời mời của ban tổ chức. Thì mình biết Thùy là một người trẻ, cũng đã có việc làm và cũng đã đi học ra trường rồi. Nhưng mà Thùy có thể cho chị biết ở đâu biết đó là lý do tại sao mà Thùy chọn thêm cái công kinh doanh này không? Dạ, em xin chào chị Dung và xin chào tất cả các anh chị em trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Thùy Lương, em đến từ Cherry Hill, New Jersey. Và background của em đó là làm manager cho tiệm nail của người trong gia đình. Thì em có một người em trai, năm nay chỉ mới 7 tuổi thôi. Và người em trai của em á, thì không có được thông minh bằng những đứa trẻ bằng tuổi, thi rất là chậm đối với việc học ở trong trường. Thì lúc nào em cũng lo lắng hết á, tại vì ba mẹ em hiện giờ
thì cũng đã già rồi. Tương lai cho em của em đó thì ba mẹ không thể nào lo được. Thì em cứ lo lắng và suy nghĩ chằng chọc hoài à. Em muốn là kiếm một cái gì đó để thay đổi sống cho em của em. Thì đối với công việc hiện tại của em á, thì em chỉ đủ nuôi sống bản thân em thôi, chứ em không có thể nào mà giúp đỡ được em trai của em được. Thì sau đó có một cơ hội thì Lucy đã đến với em. Cảm ơn em. Nếu như mà thành công trọn vẹn với Lucy á, thì điều mong muốn của em là muốn đạt được điều gì thì ạ? Dạ, nếu mà trọn vẹn em thành công thì em sẽ chọn một cái trường thật là tốt cho em trai của em, và cho cha mẹ của em được retire sớm. Và một cái nữa là em sẽ đi giúp những trẻ em kém may mắn. Wow.